Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên à, Em đang cầm trên tay đây là một cái giống lan thuộc cái dòng lan cách lê da mọi người nha Thì cái cây lan cách lê da là một cái cây có nguồn gốc từ khu vực rừng của châu Mỹ cây này thì khi nở ra hoa thì rất là đẹp và đặc biệt là có rất là nhiều cái kiểu hoa được nở ra từ cái cây lan Cách lê gia này và trong số đó thì trên tay em đang cầm là một cái cây nó nở ra cái kiểu hoa mà khi mà cái cánh hoa nó nở mọi người thì nó vô tình nó gọi là tạo nên hai cái màu sắc khác nhau tức là cái cánh nó kiểu cánh trắng trắng và nó có một cái gọi là cái cái đường ở giữa giống như là cái hình cái tam giác ánh dương ở giữa thì nó tạo ra phân cách ra làm hai cái màu khiến cho cái bông hoa lan cát là da này nó trở nên đặc biệt hơn so với những cái mặt hoa khác mà mọi người từng thấy ở trên thị trường thì thành ra là cái cây cũng được rất là nhiều anh em là ưa thích chơi bởi vì mọi người biết rồi những cái hàng mà độc lạ thì chắc chắn là luôn nằm trong cái danh sách ưu tiên được sưu tầm của những anh em mà chơi lan rừng đặc biệt là cái cây này nó có một cái kiểu thân lá đặc trưng giúp chúng ta khá là dễ nhận biết được nó chính là cái cái phần lá này khi mà nó phát triển thì nó sẽ có xu hướng là nó bầu tròn à, bầu tròn chứ nó không kiểu nó dài dài giống như một số cái cây đi lan cách lê da khác đây à, bên em có một số giống lan cách lê da khác khi mọi người có thể là để bên cạnh thì sẽ thấy và những cái cây khác thì nó, nó sẽ xu hướng là nó dài nhưng mà riêng cái cây này thì nó là kiểu hình thành nên kiểu lá mít mọi người nha à, và cái thân lá thì so với những cái giống kia thì nó cũng nhỏ hơn những giống kia thành ra là những anh em mà chơi mà thích sưu tầm kiểu bonsai nhỏ nhỏ rất là thích à, cái cây này thì à, nó từ châu mỹ nên là nó cũng có cái tên tiếng anh à, nhé mọi người à, nó tên là neo Nail hammer mọi người nhé neo hammer à, rồi và đây mọi người xem à, khi mà phát triển thì thân nó cũng luôn luôn cả ngắn thành ra cái cây này khi mà anh em mà chơi bonsai á, hoặc là làm những cái trầu mà chơi nhỏ nhỏ tất nhiên là có bác thích chơi những cái cây mà nó to nó bự nhưng mà có một số bác á, lại thích cái chơi kiểu nhỏ nhỏ nó bonsai chơi nó rất là thích mọi người nha à, nó không cần to mà nó nhỏ mà hoa nó đặc biệt là được Đó, thì mọi người có thể là siêu tầm cái loại này rồi và đây mọi người xem, Đó, vườn em thì cũng may mắn là có siêu tầm được một số chậu mọi ha. Thì trong đây thì tất nhiên thì nó cũng có chậu to chậu nhỏ đây, những chậu nhỏ đây, còn những chậu to là chậu như vậy. Thì khi mà em chia sẻ cho mọi người em sẽ lựa những cái chậu to đẹp như vậy để em chia sẻ mọi người nha. À, và mỗi một chậu như vậy thì có giá là 220 000 ngàn à, giá chưa bao gồm phí vận chuyển mọi người ha. Phí vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu. Và nếu anh em mà mua hai chậu thì thay vì giá 440 000 ngàn cho hai chậu thì bên em sẽ giảm giá còn 400 000 ngàn cho hai chậu thôi. À. Rồi, một cái giống lan quý Và đảm bảo cái cây này là chuẩn mặt hoa mọi người nha Bởi vì Thứ nhất là nguồn gen chuẩn Và thứ hai là cái thân lá của nó thôi Chỉ cần nhìn cái thân lá kiểu lá mít tròn tròn của nó thôi Là mọi người cũng có thể là dễ dàng Chúng ta biết được cái giống lan rồi mọi người nha Đó, Rồi, đây Mọi người xem nè cái Cây nó không có to lắm Nhưng mà nó cứ lùng lùng, ngắn ngắn à, cái Kiểu bonsai mà Để Là chơi ghép à, rất là hay Anh em về nè, có, có những cái chậu đẹp hoặc là những cái khúc gỗ lũa này chúng ta có thể là chế tác chế tạo ra thành những cái tác phẩm bonsai để chúng ta chơi hoa nha tới mua ngắm hoa thì y bài luôn à, rồi thì mời mọi người cùng ngắm một số cái chậu đẹp ở trong vườn em này những chậu này là những chậu mà khi mọi người mua thì em sẽ chia sẻ mọi người nha à, chậu đẹp chậu đẹp nè chậu đây cũng đẹp nè nói chung là khi chia sẻ em sẽ chia sẻ những chậu khỏe đẹp và có nhiều thân nhất ha à, đây à, chậu này đấy Đấy, mọi người thấy không đẹp không rồi cái này thì mọi người mua thì em sẽ gửi nguyên chậu mọi người nha nguyên chậu nên là anh em về có thể là treo luôn hoặc à, về các bán chị có thể là bưng nguyên giá thể chúng ta sang qua những cái chậu đẹp hơn của mọi người có sẵn cũng được Và loại này thì nó cũng dễ trong dễ chăm sóc cho mọi người nó thuộc dạng dễ thân mà à, nên là được rất nhiều anh em ở Việt Nam là yêu thích sưu tâm nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ mọi người nhé, nhỏ mà hoa rất là đẹp này đó, những chậu khỏe đẹp nhất đây đó mọi người thấy không Nói chung là vườn cũng có được tở tầm chắc em gửi chắc nếu mà con gom, gom lại chắc được mười mấy chậu đẹp đó. để chia anh em sưu tầm rồi, xin cảm ơn mọi người nhé và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip về những cái giống hoa lan đẹp đặc sắc tiếp theo ở trên kênh Lan rừng hàng độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Hôm nay là một cái giống lan cát đặc biệt mọi người nhé, cát lê gia hoặc gọi là lan cát, à, cây có tên gọi là Neo hammer à, Hoa, cái cánh hoa rất là là hay, cánh hoa nó có hai màu nó phân tách nhau ra tạo ra những cái hình thái độc lạ, nhìn giống như là à, cái ánh dương đang phát sáng vậy mọi người. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.